Hàng năm, vào ngày 19 tháng 2 âm lịch, người dân thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai lại tề tựu về đình Chí Công để cùng nhau dự lễ cúng Quý Xuân, hay còn gọi là cúng Xuân Kỳ. Lễ cúng thực hiện theo nghi thức truyền thống, cầu cho quốc thái dân an, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc. Đình Chí Công thờ thần Thiên Y Anna, Sơn Thần và Thành Hoàng. Ghi nhận công lao các vị thần đã linh ứng che chở cho con dân của mình. Từ năm 1911 đến năm 1913, đình Chí Công được các vị vua nhà Nguyễn ba lần ban sắc phong. Để con cháu mai sau ghi nhớ, thờ phụng, định kỳ 3 năm một lần, ban nghi lễ đình sẽ tổ chức lễ khai sắc, mở sắc phong để nhân dân cùng chiêm bái. Việc này được thực hiện vào các dịp lễ cúng Quý Xuân ngày 19 tháng 2 âm lịch, Thu Tế 19 tháng 8 âm lịch hoặc cúng Dinh Cô 23 tháng 3 âm lịch. Riêng lễ cúng Quý Xuân được chia làm 3 phần, cúng chánh điện, cúng nghi cô và cúng cô hồn. Phần chính là phần nghi thần, rồi kết tới phần nghi cô và cái nghi âm hồn cô hồn. Thì bên đây thì chỉ có chúng chay, tức là chè xôi. Ngoài ra là phẩm vật khác thì để cái phần cúng mặn thuộc về bên cô hồn và bên truyền hiền. Thì cái như những năm trước đây không có dịch bệnh thì mình tổ chức cái quy mô lớn hơn, thì có thể trong cái đây có thể làm bò làm heo, có thể kéo dài tới 2 ngày 2 đêm cũng có, nhưng mà cái điều kiện như hôm nay thì tôi cũng vẫn tổ chức cũng đầy đủ, nhưng mà nó hạn chế bởi vì hạn chế số người cũng như hạn chế cái ẩm thực luôn. Sau khi chiêng trống và nhạc lễ được khởi lên, ban nghi lễ đọc bài tế và tiến hành dâng cúng những vật phẩm đặc trưng của địa phương để tỏ lòng tri ân các bậc tiền hiền đã có công khai lập làng, đồng thời nhắc nhở con cháu ghi nhớ truyền thống cha ông, tự hào và lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp. Theo tâm phong tục tập quán người Việt Nam mình, thì lễ nghi thì mình giữ theo truyền thống, không bỏ được. Trước mắt là cúng trước là trên cúng thần, sau là cầu cho quốc thái dân an để cho dân tình được thoát nạn tai kiếp. Hàng năm cứ mỗi lần đến dịp cúng đình, người dân đều tranh thủ thu xếp việc nhà, việc đồng áng để tham gia. Tại đây, bà con trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và niềm vui trong cuộc sống, tình làng nghĩa xóm từ đó thêm gắn kết bền chặt. Cái đình làng của Chí Công á, là nó có trước cái thờ là của Vua Duy Tân, nhưng mà bà con chỗ tâm linh cái tín ngưỡng á, thì giữ được cái sắc phong của cha ông để lại, nên là bà con vẫn giữ là tới ngày hôm nay á, là do được cái truyền thống của cha ông đi trước để lại, mà coi như tới giờ hôm nay á, thì bà con có sự là cũng đóng góp cái công lao nhỏ bé gì đó để mà phục vụ cho dân làng, để cho được dân làng yên ổn, làm ăn được nó thịnh vượng. Có thể nói cúng Quý Xuân là một trong những nghi thức lễ hội văn hóa tâm linh tốt đẹp với ý tưởng ngưỡng vọng đất trời, các bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công lao khai khẩn lập làng, đồng thời gửi gắm ước nguyện một năm mới bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân tình đoàn kết, an lạc.